Bác Hồ đã về thăm và chúc Tết nhân dân Quảng Ninh, và bác dừng chân tại điểm rừng thông yên lập này, và bác có khen là rừng thông rất là đẹp, và yêu cầu người dân là động viên, yêu cầu người dân là hãy luôn luôn giữ gìn và bảo vệ cái rừng thông này thật đẹp hơn nữa.